sự ưu đãi điên rồ chưa từng có cho một bộ combo hoàng gia trị giá lên đến 20 triệu đồng trong video ngày hôm nay thôi các bác nhá. Tổng các bác sẽ được nhận giảm giá ưu đãi 10 triệu bộ bàn ghế, 5 triệu cái đồng hồ và 5 triệu cái kệ tivi. Bộ hoàng gia này cơ sở nhà em đang bán với giá là 108 triệu. Và trong video ngày hôm nay em sẽ ưu đãi cho các bác nào xem được cái video này chỉ còn là 98 triệu thôi. Và hiện tại trên thị trường người ta đang bán bộ sản phẩm này là 123 triệu. Và dáng nó sẽ không cong, không to, không dài, không rộng được bằng bộ sản phẩm này. Ngoài ra thì kệ này cơ sở nhà em đang bán là 10.98 và giảm cho các bác chỉ còn 14.800 trong video này thôi. Và cái đồng hồ này là 14.800, giảm chỉ còn 9.800.000 thôi các bác nhá. Vâng, xin chào các bác, ngày hôm nay em Biên giới thiệu đến các bác một bộ hoàng gia mặt tràn 6 phân. Giá thành của nó cực kỳ hợp lý, chỉ bằng một giá sản phẩm phổ thông trên thị trường thôi và cực kỳ đẹp. Nếu các bác mà mua bộ sản phẩm này kèm theo cơ sở nhà em có một cái phần quà đặc biệt trị giá là 5 triệu đồng. Bác nào mà mua cái đồng hồ này trong video này thì các bác mua kèm bộ ghế thì cơ sở nhà em bán với giá là 14.800 và chỉ dành riêng cho bác nào xem được video này là 9.800 nếu các bác mua cùng bộ bàn ghế các bác nhá. Phần quà thứ hai em muốn giới thiệu đến toàn thể đại gia đình nhà mình là một cái kệ tivi hoàng gia hàng siêu vip, khuôn tranh thì dày 4, ván dày 2, hàng siêu dày thì cơ sở nhà em đang bán là 19.800 và các bác nào mà mua kèm theo cái bộ bàn ghế này thì nhà em để cái giá ưu đãi trong video ngày hôm nay chỉ còn có 14.800 hòa vốn chiên các bác. Phần quà thứ ba cơ sở nhà em tặng cho các bác là miễn phí một bộ combo khay trà gỗ hương hàng cao cấp, cơ sở nhà em tặng miễn phí trị giá 1.200.000 đồng. Cái đoàn của bộ sản phẩm này kích thước siêu to siêu khủng các bác nhá, cao tận 1m58, dài phủ bì tận 2m8 và sâu rơi vào tận 85 phân phủ bì. Trương cơ sở nhà em pha rộng tận 52 phân, liền khối dày 10 phân, đục kênh bong các bác nhá, có những chỗ sâu tận 7 phân. Đây là mẫu độc quyền và đục vương miện hoàn toàn khác biệt so với thị trường về đường nét, các bác có thể nhìn đường nét chi tiết cực kỳ tỉ mỉ và kỹ, cơ sở nhà em làm rất là kỹ. Tất cả những bộ sản phẩm VIP như này cơ sở nhà em đều chọn lựa vân, vách trơn và mặt tràn. Vách này cơ sở nhà em làm tận là 4 phân, dày 4 phân nguyên khối, bình thường hàng chợ người ta chỉ làm có 3 phân thôi. Mặt tràn là phần giá trị nhất của bộ sản phẩm này, cơ sở nhà em làm dày tận 6 phân, mặt tràn nguyên tấm dày 6 phân nhé các bác nhá. Đẹp long lanh luôn, vân veo trọn toàn quại. Đấy, tất cả phần tay ghế, tay đoản cơ sở nhà em làm nguyên một khối. Bình thường hàng chợ người ta làm cao 26, cơ sở nhà em làm cao 30 x 15, tay đặt nguyên một khối luôn các bác nhá, trọn vân. Đây là mặt sau, cơ sở nhà em làm đẹp như mặt trước luôn, các bác nhìn đây trên màn hình. Cơ sở nhà em làm hàng trọn gỗ đẹp không tì vết cả mặt trước, cả mặt sau. Đục nét đẹp cả mặt trước, cả mặt sau. Sơn BU đẹp theo tiêu chuẩn số 1 cả mặt trước, cả mặt sau luôn các bác nhá. Vân veo đẹp trọn cả hai mặt. Chân này là chân mẫu độc quyền của cơ sở nhà em, là mẫu mới nhất năm 2024 vừa mới cập nhật xong các bác nhá. Đục rất là đẹp đấy các bác nhìn này. Cái xoáy chân cho đến cái hoa lá tây đục lổi kênh bong ra là chân 16 các bác nhá. Và đặc biệt là cái phần dạ yếm này cơ sở nhà em pha 16 phân. Nó rất là to, chân yếm rất là thách ra. Và đặc biệt này, các bác nhìn này, cong dẻo, cong theo mặt ghế, mặt đằng trước, cong theo mặt đằng sau này các bác nhìn này. Cái bình thường cái yếm hồi này người ta sẽ làm là vuông vắn, nhưng mà cơ sở nhà em làm vén cong này, cua tròn đây, đấy rất là đẹp này. Các bác nhìn thấy, mẫu là mẫu yếm mới nhất và mẫu này em pha dày đủ đậu 4 phân cái yếm nhá các bác nhá. Đậu 4 phân cái yếm chân này. Đấy, vén cong tứ diện. Cái bàn này là bàn mặt tràn siêu khủng các bác nhá, không thể bắt gặp ở đâu cả các bác nhá. Chân 16, mặt tràn 6 và cơ sở nhà em làm là rộng tận 87, dài 1m67. Bình thường trên thị trường người ta chỉ làm được cái bàn rộng 80 thôi các nhá. Nhìn cái giá gỗ nó sẽ rẻ hơn và chất lượng nó sẽ kém hơn rất nhiều. Và bàn kẹp cung tận là 50 nhân là 87, rất là to, bàn tận 50. Thị trường người ta chỉ làm cái bàn kẹp này 40 phân thôi các bác nhá. Cái ghế đơn này các bác thấy nó siêu to khổng lồ các bác nhá. Rộng phủ bì tận 1m2, cao là 1m52, to cao dài rộng. Trương các bác nhìn này, đục rất kênh bong và nét ở trên đục vương miện và được đục hoa hồng hoa lá tây rất nét. Vách tựa lưng này các bạn nhìn này, trọn vân nguyên một khối gỗ dày tận 4. Hàng phổ thông trên thị trường chỉ pha 2 phân thôi, cơ sở nhà em pha tận là 4 phân hàng siêu khủng như này. Mặt tràn cũng được trọn gỗ, trọn vân rất là nét và dày đủ 6 phân các bạn nhá. Tay là tay đặc nguyên khối, cao tận 30 x 15, rất là vip. Đặc biệt là cái dáng ghế này, vén cong tứ diện này, cong phần trước này, cong phần sau này, mẫu chân mới nhất 2024 này. Dạ yếm cũng được làm cong này, cong cả dạ này, bình thường người ta làm thẳng cái yếm này thôi, cơ sở nhà em làm cong thì yêu cầu cái thợ mộc tay nghề cực kỳ cao để có thể làm được cái yếm như này. Và các bác có thể xem luôn cả mặt sau.
Đấy, mặt sau của ghế đây các bác thấy rất là đẹp, đẹp như mặt trước luôn. Rất nét, vân veo, trọn đẹp từ đằng trước ra đằng sau. Các bác quan tâm đến sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ ngay trực tiếp cho em Biên qua số điện thoại trên màn hình hoặc nhắn tin Zalo, Facebook cho cơ sở nhà em qua tập đoàn Đồ Gỗ Thiên Phú trên các kênh mạng xã hội.